Minh Phi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FPC Việt Nam. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc các tiểu thương phản ứng việc trung tâm thương mại An Đông Plaza quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tăng giá thuê sạp. Ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở ngành địa phương hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng bảng giá cho thuê mới phù hợp với mặt bằng chung và hài hòa lợi ích giữa các bên. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Cục Thuế và Ủy ban Nhân dân quận 5 hướng dẫn trung tâm thương mại An Đông Plaza xây dựng bảng giá rõ ràng, minh bạch phù hợp với mặt bằng giá chung và hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và tiểu thương. Cụ thể, mức giá này được yêu cầu phải phù hợp với tình hình và điều kiện kinh doanh của tiểu thương tại đây, đồng thời có tính đến mặt bằng cho thuê ở các trung tâm thương mại khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu quận 5 theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước khi có chỉ đạo này, sáng hôm qua ngày 20 tháng 11, các tiểu thương đang kinh doanh tại An Đông Plaza lại đồng loạt đóng cửa, tụ họp để yêu cầu ban quản lý giảm giá cho thuê sạp. Đây đã là lần thứ hai các tiểu thương phản ứng như thế này. Các nhà xuất khẩu thực phẩm Việt Nam cần quan tâm đến những quy định mới trong luật hiện đại hóa sản phẩm thực phẩm của Mỹ. Đây là khuyến nghị của ông Herb Corcoran, giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là AmGAM, đưa ra tại hội thảo về an toàn thực phẩm diễn ra vào sáng nay. Theo ông Herb Corcoran, luật hiện đại sản phẩm thực phẩm của Mỹ được ban hành cách đây 3 năm, nhưng đến thời điểm này mới được áp dụng một cách triệt để với các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ. Một trong những nội dung quan trọng của luật này chính là yêu cầu truy tìm nguồn gốc thực phẩm. Để thực hiện điều này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ hiện nay đang tổ chức quy trình kiểm tra, không chỉ trên giấy tờ mà thực hiện kiểm tra ngay tại các cơ sở sản xuất của các quốc gia xuất khẩu. Theo cục này, hiện có khoảng 10% trong tổng số 500.000 cơ sở sản xuất thực phẩm ở Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm đông lạnh sang Mỹ. Để đáp ứng các yêu cầu của luật này thì điều đầu tiên là các nhà xuất khẩu thực phẩm Việt Nam phải nắm rõ các quy định. Việc kiểm tra tại chỗ cơ sở sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự kiểm soát chặt chẽ các khâu cung ứng nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và phân phối sản phẩm. Đây là một quá trình rất phức tạp, do đó các nhà xuất khẩu Việt Nam phải làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để chắc chắn họ hiểu được tất cả yêu cầu này. Theo AmGAM, hiện nay mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ hàng thủy sản, hơn 1 tỷ đô la Mỹ cà phê nhân và chế biến cùng một số sản phẩm nông sản khác như tiêu, trái cây sang Mỹ. Xuất khẩu các loại thực phẩm nông sản của Việt Nam sẽ còn tăng mạnh khi Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực. Hội thảo về an toàn thực phẩm với chủ đề trách nhiệm doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ được AmGAM phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết, làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý, chính phủ trong nước và quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm trong điều kiện toàn cầu hóa. Thưa quý vị, nhiều hãng cung cấp giải pháp giao thông thông minh và phương tiện công cộng của Thụy Điển muốn tìm kiếm cơ hội tham gia lĩnh vực hạ tầng đô thị tại Việt Nam, đặc biệt là mảng giao thông xanh. Đây là đại diện từ các hãng Volvo Bus Corporation, một trong những hãng cung cấp giải pháp giao thông lớn của Thụy Điển. Vị đại diện này đưa ra một số giải pháp về cách phân bổ và quản lý hiệu quả lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại đô thị. Đáng chú ý là trong số các giải pháp, ông có đề cập đến việc quản lý cách tính phí đổ xe trong một thành phố. Cụ thể, khu vực trung tâm và càng gần trung tâm, phí đổ xe sẽ tính cao hơn và càng xa trung tâm, phí sẽ được giảm dần. Với giải pháp này, buộc hệ thống giao thông công cộng khu vực trung tâm hoạt động hiệu quả và hợp lý để giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại hoặc khi chuyển lộ trình từ xe cá nhân sang sử dụng xe công cộng trong nội đô. Đây là một trong số nhiều hãng công nghệ khác cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Thụy Điển muốn tham gia đầu tư vào lĩnh vực giao thông đô thị tại Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn làm cầu nối cho những hợp tác này, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công tư. Cũng trong cuộc làm việc này, Ban quản lý dự án giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ muốn hợp tác với một trong số các hãng Thụy Điển cung cấp giải pháp. Thưa quý vị, Israel từ một quốc gia nhỏ bé, thường xuyên trong tình trạng bị láng giềng cấm vận, dân số chỉ bằng 1/10 và diện tích chỉ bằng 1/16 Việt Nam. Nay quốc gia này đã có thu nhập bình quân đầu người gần 30.000 đô la một năm. Liệu Việt Nam có thể học được gì từ hiện tượng kinh tế ấy? Ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi về chủ đề này với giáo sư Shlomo Maitan, giám đốc Học viện Quản lý Technion của Israel, một trong những nhân chứng trong câu chuyện thành công của Israel. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Tôi nhận thấy rằng bài học lớn từ thành công của kinh tế Israel luôn có vai trò của công nghệ và sự sáng tạo. Và nếu chúng tôi muốn trở nên giàu mạnh như Israel thì chúng tôi cũng phải tập trung vào cái yếu tố này. Tuy nhiên như ông thấy thì để đầu tư vào công nghệ chúng tôi cần rất nhiều vốn. Nếu là một trong những nhà làm chính sách của Việt Nam, ông sẽ làm gì để vượt qua các rào cản tài chính này thưa ông? If I were your policymakers, nếu là người làm chính sách tôi nghĩ tôi sẽ vẽ một kế hoạch tưởng tượng nó như thế này. Đi thăm các nước thành công về kinh tế như Singapore, Thụy Điển, Phần Lan, cả Estonia nữa, để cố gắng tìm hiểu xem tại sao họ lại có thể thành công như thế, đặc biệt là các nước có sức hấp dẫn với vốn đầu tư nước ngoài. Ở Việt Nam, tôi nghĩ điều cần nhất lúc này là công nghệ, mà nói đến công nghệ nghĩa là nói đến chi phí đắt đỏ. Đó là lý do vì sao Việt Nam cần đầu tư nước ngoài. Có rất nhiều công ty bắt đầu khởi nghiệp trên khắp thế giới, do đó tiền có thể chảy vào bất cứ đâu.
có thể là Singapore hay Indonesia. Vì vậy, phải cho FDI một lý do để đến Việt Nam. Phải có một môi trường để dễ dàng khởi nghiệp và kinh doanh. Cũng không khó để làm chuyện đó. Việt Nam có thể học kinh nghiệm từ Singapore chẳng hạn, khiến cho đất nước của bạn hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Và hãy sử dụng những đồng vốn đó một cách cẩn trọng để làm ăn, để xây dựng công nghệ. Và điều quan trọng nhất, đừng có cố gắng trở thành một thung lũng Silicon thứ hai hay trở thành như Israel, hay là chính Việt Nam với lịch sử và văn hóa riêng có. Ông vừa mới nói là phải tập trung vốn từ nhiều nguồn lực thì mới phát triển kinh tế được. Nhưng mà phát triển kinh tế cũng cần có nguồn lực con người. Và Việt Nam hiện đang gặp tình trạng chảy máu chất xám. Nhân tài cứ rời bỏ các khu vực kinh tế trong nước để đến với các doanh nghiệp FDI, hay thậm chí là ra nước ngoài học tập, làm việc và không về Việt Nam nữa. Vậy làm sao để chúng tôi có thể tập hợp đủ nhân tài cho phát triển kinh tế, thưa ông? Đúng, điều này rất quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của các quốc gia nên là tạo ra một môi trường làm việc khả dĩ cho mọi người, đặc biệt là người trẻ, nhất là lớp thanh niên ưu tú. Thanh niên ngày nay họ yêu nước chứ, nhưng giờ là thời đại của công dân quốc tế rồi. Họ có thể đi bất cứ đâu, dừng chân ở bất cứ nơi nào hấp dẫn. Vì vậy, để truyền cảm hứng cho họ, cần cho họ cơ hội, cho họ thấy tầm nhìn, thấy hy vọng ở tương lai. Cùng với đó là gửi người trẻ ra nước ngoài hoặc khuyến khích họ tự ra nước ngoài để học tập, nhưng phải chắc chắn có điều gì đó hấp dẫn họ trở về. Có thể là gia đình chẳng hạn, cho họ thấy tầm nhìn của Việt Nam trong 20 năm tới và Việt Nam sẽ như thế nào trong 20 năm nữa. Hãy khiến tất cả những điều đó trở nên hấp dẫn, thực tế và cụ thể với người trẻ. Làm cho họ thấy rằng Việt Nam sẽ ở trong tay của thế hệ mới, rằng cần sáng tạo vì Việt Nam trong tương lai, và mời gọi tất cả thanh niên cùng thực hiện ước mơ đó. Như ông thấy đó, Việt Nam ngoài nông nghiệp cũng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch nữa. Liệu có thể hy vọng Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế vững mạnh dựa trên hai ưu thế lớn này không? Tôi thì nghĩ một nền kinh tế cần rất nhiều ngành công nghiệp, cần cả nông nghiệp, du lịch và công nghệ cao, công nghệ sinh học và nhiều ngành khác nữa. Cần phát triển rộng khắp để có thể tìm ra ngành mà Việt Nam có lợi thế lớn nhất so với các nước khác. Câu cuối cùng, thưa ông, chúng tôi thấy một trong những nhân tố chủ yếu làm nên thành công của kinh tế Israel là tinh thần Hotspur, nghĩa là người ta có thể tranh luận với nhau về mọi vấn đề, bất kể cấp bậc hoặc là vị trí xã hội. Nhưng Việt Nam lại là một xã hội theo tư tưởng tôn ti trật tự. Nếu nói về khía cạnh này, ông có cho rằng đây chính là bất lợi của Việt Nam so với một số nước khác khi phát triển kinh tế không? Đầu tiên, tôi muốn giải thích một chút về cái gọi là Hotspur của chúng tôi. Đó là một từ của người Do Thái, nghĩa là người ta có thể tranh luận với nhau bất kể cấp bậc. Đó có thể là chủ kiến riêng hoặc quan điểm gây sốc. Người Việt Nam có thể không giỏi về khoản này vì đó là đặc trưng của từng dân tộc. Nhưng các bạn rất giỏi về việc tìm ra cách tốt nhất để thực hiện ý tưởng, giỏi làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác với nhau. Hãy tạo ra những công ty khởi nghiệp bằng chính công thức này, chứ không phải là cái gọi là Hotspur của người Israel. Vâng, sau cuộc trò chuyện này, chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy những sự thay đổi nào đó trong tư tưởng của nhiều người Việt Nam. Cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị. Thưa quý vị, sáng nay Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu, gọi tắt là GIPC, tổ chức chương trình đào tạo quản trị kinh doanh hội nhập IPA nhằm dành cho các đối tượng là các nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung của doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình quản trị kinh doanh hội nhập IPA là nâng cao năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với nhu cầu quản trị trong giai đoạn hiện tại. Chương trình kéo dài 27 buổi với 6 học phần chính là tổng quan về kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, phát triển năng lực quản lý doanh nghiệp và tư duy lãnh đạo mới, diễn đàn doanh nghiệp và hội nhập, từ tình huống đến áp dụng thực tế và thực hành xây dựng chiến lược kinh doanh. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch công ty GIPC cho biết, chương trình sẽ cho giảng viên các trường đại học phối hợp với các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trực tiếp giảng dạy. Dự kiến khóa học đầu tiên sẽ được khai giảng vào ngày 31 tháng 1 năm 2015 với tối đa 30 học viên. Thưa quý vị, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom Nga, tập đoàn mẹ của công ty ASE là đơn vị đóng vai trò tổng thầu dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cho biết sẽ ưu tiên sử dụng tối đa các nhà thầu phụ Việt Nam cho dự án trên. Theo Rosatom, tỷ lệ nội địa hóa mà các nhà thầu phụ Việt Nam có thể tham gia tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có thể lên đến 40%. Trong đó, phần việc phía nhà thầu phụ Việt Nam có thể tham gia là cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cơ bản, xây dựng công trình. Rosatom sẽ thẩm định năng lực và ưu tiên sử dụng các nhà thầu Việt Nam có kinh nghiệm trong xây dựng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than, nhà máy chế biến hóa chất. Hiện tập đoàn này cũng đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và đã chuyển giao cho chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngay bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBNC để đến với phần cuối cùng. Cuộc trao đổi với chuyên gia để cập nhật diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua.